Thận giữ một vai trò quan trọng trong các cơ quan nội tạng. Nhiệm vụ chính của thận là lọc máu và chất lỏng để duy trì cân bằng nước trong cơ thể. Đồng thời, thận có trách nhiệm điều chỉnh nồng độ điện giải và giữ cho xương luôn khỏe mạnh, tạo ra nhiều tế bào máu giúp ổn định huyết áp. Vâng, nếu một ngày nào đó thận không còn hoạt động, sức khỏe của bạn sẽ gặp nguy hiểm. Đã có nhiều người phải ra đi vì thận yếu, suy thận khi tuổi đời còn rất trẻ. Điều này lý giải vì sao thận giữ vai trò cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta. Vì sức khỏe mỗi ngày hôm nay sẽ chỉ ra một số triệu chứng cho thấy thận bạn đang bị hỏng nặng, cần phải chữa trị kịp thời, nếu không sẽ gây nguy hiểm rất lớn cho tính mạng. Dấu hiệu cảnh báo suy thận. 1. Sưng mắt, tay, chân. Càng nhiều chất đạm từ cơ thể vào nước tiểu, càng nhiều khả năng mắt bị sưng lên. Khi thận bắt đầu bị tổn thương, nhiều natri sẽ được giữ lại trong cơ thể và do đó dẫn đến sưng tay và bàn chân. 2. Thường xuyên đi tiểu vào ban đêm. Nếu thói quen đi tiểu vào ban đêm gia tăng, đây có thể là một dấu hiệu thận có vấn đề. Đây cũng có thể là dấu hiệu của chứng nhiễm trùng đường tiểu hoặc tuyến tiền liệt. Mặc dù là nguyên nhân nào, khi gặp phải tình trạng trên, bạn cũng cần kiểm tra sớm để điều trị kịp thời. 3. Hơi thở có mùi khó chịu. Sự tích tụ của các chất thải trong máu được gọi là chứng ure huyết có thể khiến hơi thở có mùi. Bạn cũng có thể để ý thấy rằng bạn không thích ăn thịt nữa. 4. Đau phần lưng cạnh sườn. Khi phát hiện thường xuyên đau ở phần lưng, phần chân, cạnh sườn, rất có thể là do thận bị ảnh hưởng. Bệnh thận đa nang có thể khiến các nang trong thận chứa đầy chất lỏng và to lên, và đôi khi thì gan cũng có thể gây đau. 5. Hoa mắt, chóng mặt. Thiếu máu liên quan đến suy thận nghĩa là não của bạn sẽ không được cung cấp đủ oxy. Điều này có thể dẫn tới các vấn đề về trí nhớ, gây sự mất tập trung, hoa mắt và chóng mặt. 6. Buồn nôn và nôn. Sự tích tụ các chất thải trong máu cũng có thể gây nên tình trạng buồn nôn và nôn. Chán ăn có thể dẫn tới sút cân. Do đó, để bảo vệ thận, bạn phải cần chú ý đến vấn đề dinh dưỡng, lựa chọn những loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để thận làm việc được tốt hơn. 7. Hay bị chuột rút. Mất cân bằng điện giải có thể là do chức năng thận bị suy giảm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến sự kiểm soát canxi và phốt pho bị ảnh hưởng. Lúc này, bạn sẽ dễ gặp phải các cơn chuột rút cơ bắp thường xuyên. 8. Da ngứa và phát ban. Khi chất thải tích tụ trong cơ thể tăng lên có thể khiến da khô, ngứa. Trên thực tế, các triệu chứng như khô da, ngứa hoàn toàn có thể là dấu hiệu cảnh báo bệnh thận. Nếu thận không thể loại bỏ chất thải trong máu, sự tích tụ có thể gây phát ban và ngứa trầm trọng.